Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp đề nghị xét tặng danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tỉnh. Thay đổi diện mạo nông thôn, bước đột phá xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên. Cơ bản hoàn thành và đưa trạm bơm Tân Hưng, thành phố Hưng Yên vào tiêu thoát nước. Ông Trần Doãn Sự, xã Thủ Sĩ trồng cam cho doanh thu trên 600 triệu đồng một năm. Sữa bột xách tay tràn lan trên thị trường. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp xét đề nghị tặng thưởng huân chương bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Ban thi đua khen thưởng của Sở Nội vụ đã đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể và 4 cá nhân. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu và đề nghị xét tặng danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể cá nhân. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao sự thống nhất khách quan của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trong việc bình chọn, xét duyệt, bỏ phiếu cho các danh hiệu thi đua, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cần đôn đốc các sở ngành địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, thực hiện tốt kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, trong đó tập trung khắc phục tình trạng thiếu phòng học và nhà vệ sinh trường học bẩn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các cán bộ làm công tác thi đua phải biết xây dựng, nhân lên những mô hình nhân tố điển hình, những thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tới dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi có 3 đội đại diện, 3 cụm thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các đội trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, nhận thức pháp luật, thuyết trình và thi tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Nội dung các phần thi tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, luật giao thông đường bộ, luật an ninh mạng. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi đua số 3, giải nhì cụm thi đua số 1 và giải 3 cho cụm thi đua số 2 và các giải thưởng cho các phần thi xuất sắc tại hội thi. Ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Lâm huy động gần 2.200 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 60 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,82%. Huyện có 10 trên 10 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận nông thôn mới, có 2 xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhiều xã ở Văn Lâm tuy huy động nguồn kinh phí lớn để xây dựng nông thôn mới nhưng không bị nợ đọng xây dựng cơ bản và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của quê hương. Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Văn Lâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhờ huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, trong đó cấp ủy chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, động viên tinh thần để người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, nên sau 10 năm triển khai đã huy động được nguồn lực to lớn làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đây cũng được đánh giá là bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên. 10 năm qua,
Hưng Yên đã huy động được hơn 63.000 tỷ đồng từ các nguồn để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều nhất vẫn là nguồn huy động trong nhân dân được hơn 25.000 tỷ đồng. Tiếp đến là nguồn vốn trực tiếp cho chương trình là hơn 9.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là hơn 30.000 tỷ đồng. Với lãi suất ưu đãi đã góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo địa phương không chỉ nhận rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mà còn cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị địa phương. Phải huy động được các nguồn lực của nhân dân và tự chúng ta đã lên và tranh thủ cái nguồn lực của cấp trên. Chính vì vậy mà cũng nhờ chính sách của tỉnh trong những năm vừa qua ra chính sách rất phù hợp và đúng với lòng dân. Cái thứ nhất là cái cơ chế của tỉnh Hưng Yên cho các địa phương là dùng cái xử lý đất dư chân kẹp, thì nguồn vốn là 100% cho địa phương. Chúng tôi có 55 thôn thì hiện nay là 55 cái nhà văn hóa nó độc lập, tức là không còn chung với đình làng, nhà văn hóa, trường học các thứ là không còn chung đụng với nhau để thành ra nhiều. Thì đây là cái điều mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với dân, bởi vì khi công nhận làng văn hóa người ta phải có nhà văn hóa chưa. Chính vì vậy mà đi vào cái lòng dân là rất là tốt. Trong 10 năm, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã huy động được hơn 200 tỷ đồng để phục vụ cho nhóm các tiêu chí về cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhân dân đóng góp khoảng 60 tỷ đồng để làm các công trình phúc lợi như trường học các cấp, nhà văn hóa thôn, đường giao thông. Sau khi tổng kết, chúng tôi thấy là huy động nhiều như thế, nhưng mà tất cả các công trình minh bạch về tài chính, tất cả đều được bàn bạc rất là thấu đáo. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch gắn với huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân, nguồn bán đất giãn dân của các xã, nên nhiều công trình phúc lợi, công trình tâm linh, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã, thôn đã được cải tạo, xây mới khang trang, song các giá trị văn hóa truyền thống như đình, chùa, cổng, ao làng ở nhiều địa phương vẫn được lưu giữ và bảo tồn. Đường xá thì tất cả các mọi nơi, mọi xóm, xóm sâu, xóm hẻm cũng đều là đường bê tông cứng cả. Kể cả đồng ruộng cũng có một số đã xây dựng đường bê tông cứng rồi. Và nhất là thôn tôi đấy thì có cái cụm di tích lịch sử của đình chùa của làng. Lại bây giờ lại xây được cái nhà văn hóa to hơn cái nhà văn hóa giữa làng. Cho nên là rất là khang trang. Bên cạnh chú trọng đến huy động các nguồn lực, những năm qua, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, hay các phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, đoàn thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, qua đó gắn xây dựng đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chính trị vững mạnh, làm nền tảng để đạt được những kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định. Hưng Yên tự hào là một trong 8 tỉnh thành phố có tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân sự kiện này, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phát phim tài liệu Hưng Yên ngày ấy bây giờ, khái quát quá trình xây dựng nông thôn mới và thành tựu nổi bật của chương trình mục tiêu quốc gia đầy ý nghĩa này. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Ban Gia đình Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phiên chợ trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn năm 2019. Tham gia phiên chợ có 14 gian hàng của phụ nữ các phường, xã thuộc thị xã Mỹ Hào và hợp tác xã sản xuất cam xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại phiên chợ gồm 4 bánh đa khô, tương bần, sữa nếp, thịt cá, rau mầm, đậu bắp, hoa quả các loại do hội viên phụ nữ sản xuất. Tại phiên chợ, các đại biểu được tuyên truyền về sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn,
thưởng thức các tiểu phẩm do hội viên phụ nữ thể hiện, thông qua đó đã góp phần quảng bá các sản phẩm sạch, vận động chị em sản xuất kinh doanh, lựa chọn thực phẩm an toàn về sức khỏe của người thân trong gia đình và cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ mở rộng diện tích trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là mô hình trồng hơn 12 mẫu cam và bưởi của ông Trần Doãn Sự ở thôn Nội Lăng cho doanh thu hơn 600 triệu đồng một năm. Năm 2016, nhận thấy cây cam và bưởi phù hợp với đồng đất địa phương, ông Sự mạnh dạn xây dựng trang trại với quy mô 12 mẫu. Ông trồng hơn 3.000 cây cam và bưởi các loại. Hiện nay cam Hưng Yên chuẩn bị thu hoạch, bình quân mỗi sào cho thu gần 1 tấn quả. Do tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp, nên vườn cam của ông luôn cho sai quả, quả to và ngọt đậm. Thương lái đến đặt mua với giá 20.000 đồng 1 kg. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, ông trồng hơn một mẫu ổi lê Đài Loan là giống ổi cho quả to, ít hạt, giòn và ngọt. Bình quân mỗi sào, ông thu trên 2 tấn ổi, giá bán từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, mô hình của ông Sự thu từ 600 đến 800 triệu đồng. Vừa qua, bộ sản phẩm từ nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên, xã Chi Tân, huyện Khoai Châu, được công nhận là một trong 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên được thành lập năm 2011, hiện đang cung cấp ra thị trường 5 sản phẩm từ nghệ như nghệ khô thái lát, bột nghệ, tinh bột nghệ, viên nghệ nano, viên nghệ mật ong. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến hiện đại như máy rửa, máy thái, băng tải, lò hơi với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. Vì vậy, chất lượng thương hiệu sản phẩm ngày càng được thị trường ưa chuộng, tin dùng. Ngoài thị trường tiêu thụ trong nước, các sản phẩm của công ty đã còn được xuất khẩu sang một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Trung bình một năm, công ty xuất bán ra thị trường 400 tấn sản phẩm từ nghệ đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động địa phương với mức thu nhập đạt từ 6 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Hoàn thiện các sản phẩm có chất lượng được thị trường ưa chuộng nên nghề mộc ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên ngày một phát triển, có doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Xã Liên Phương hiện có 50 hộ gia đình tham gia sản xuất và kinh doanh nghề mộc, trong đó riêng thôn An Triều 2 có gần 40 hộ. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngoài sản xuất, các hộ còn mua các sản phẩm thô ở tỉnh Bắc Ninh như bàn ghế, giường, tủ, cánh cửa, cầu thang về hoàn thiện rồi xuất bán đi khắp các tỉnh thành trên cả nước theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi tháng, mỗi hộ sản xuất từ 70 đến 100 sản phẩm các loại. Sản xuất, kinh doanh phát triển không chỉ giúp làm giàu cho nhiều hộ gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện nhiều người tiêu dùng vốn có tâm lý chuộng các sản phẩm sữa sách tay vì luôn tin rằng sữa ngoại chắc chắn tốt hơn sữa nội mà chi phí hợp lý. Điều này đã tạo cơ hội cho không ít loại sữa giả, sữa không có nguồn gốc được gắn mác sữa sách tay có mặt tràn lan trên thị trường. Mặc dù là hàng trốn thuế nhưng sữa sách tay vẫn được giao bán công khai mà không bị các cơ quan chức năng xử lý. Thực tế, những sản phẩm sữa sách tay đều không đạt các yêu cầu về chứng từ hóa đơn, không có hướng dẫn sử dụng và các thành phần dinh dưỡng bằng tiếng Việt. Qua kinh nhận tại nhiều cửa hàng bán sữa trên đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên, chúng tôi rất dễ dàng hỏi mua được các hộp sữa bột sách tay và được chủ cửa hàng giới thiệu đó là những sản phẩm chính hãng mua từ nước ngoài. Mặc dù là hàng trốn thuế, nhưng sữa sách tay vẫn được giao bán công khai tràn lan trên thị trường. Sách tay à, nhập khẩu đấy hả? Dạ vâng ạ. À không, hàng thì em hàng sách tay. Chị em có cả của ba nước Anh, Đức và của Úc nữa. Nhưng sữa này là sữa gì? Nhật, Meiji của Nhật. Thế tem nhập đâu em? Đây là hàng sách tay, không phải là hàng nhập khẩu. Thủ như ở Việt Nam người ta vẫn chuộng hàng gọi là hàng sách công đi ngoài, hàng công đi ngoài. Em nói thật luôn là như thế. Không chỉ tại thành phố Hưng Yên mà tại các cửa hàng sữa ở huyện Phù Cừ, sữa bột sách tay cũng được bày bán công khai. Đơn cử như tại cửa hàng sữa Hương Hà, tại thị trấn Trần Cao có tới 5 đến 7 mặt hàng sữa bột là hàng sách tay mang nhãn hiệu sữa của các nước Nhật, Úc, Nga, Đức được bày bán. Em có sữa Blackmore kìa, em sữa Lan này, Brisho này. Nhưng mà nó không có tem à? Em toàn hàng sách thôi.
Việc mua và sử dụng sữa sách tay không chỉ gây thiệt hại cho các hãng sản xuất, nhà phân phối sữa chính hãng trong nước mà còn ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người tiêu dùng. Trong thời gian vừa qua, có không ít các cơ sở sản xuất sữa sách tay giả nhập lậu trong nước bị phanh phui, khiến người tiêu dùng hoang mang. Trước thực trạng mặt hàng sữa bột sách tay không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán tràn lan trên thị trường, đề nghị lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh sữa, xử lý các hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và hàng giả. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thi công, đến nay trạm bơm Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành và đưa vào tiêu thoát nước cho 230 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trạm bơm đã hoàn thành các hạng mục như nhà máy, nhà điều hành, cửa cống hú hút, kênh dẫn bể xả và hoàn thiện hạng mục điện. Đây là trạm bơm có 3 máy công suất 1.900 m3/giờ với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng. Trạm bơm tiêu cho 230 ha diện tích cây trồng chuyên canh nhãn thuộc các xã Hồng Nam, Phương Triều, Tân Hưng của thành phố Hưng Yên và xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Khu vực này vốn trước đây là vùng tự chảy ra trạm bơm Triều Dương. Trạm bơm Tân Hưng đi vào hoạt động sẽ khắc phục tình trạng úng ngập cục bộ ở các vùng nhãn chuyên canh và hạn chế lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi tại các địa phương trên. Mặc dù dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được tái định cư vì phần lớn các hộ dân không có nguyện vọng tham gia dự án. Dự án được triển khai từ năm 2005, có diện tích 1,4 ha, đến nay đã cơ bản hoàn thành hạng mục kỹ thuật khu vực 1 như san lấp mặt bằng, đường giao thông, rãnh tiêu thoát nước với tổng mức đầu tư trên 38 tỷ đồng. Nhưng nhiều năm gần đây, nước sông Hồng ở mức thấp nên các hộ dân ở ngoài đê không bị ngập lụt, sạt lở và còn hình thành những bãi bồi phù sa. Bên cạnh đó, công tác trị thủy tại địa phương tốt nên hiện nay có trên 90% hộ dân ký cam kết không tham gia dự án, không có nguyện vọng chuyển vào khu tái định cư. Hiện xã Bình Minh đã có đề nghị huyện, các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chuyển khu đất tái định cư thuộc dự án vùng nguy cơ sạt lở sang đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở để lấy kinh phí xây dựng các công trình ở địa phương để tránh lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngoài bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để phát huy khả năng, sở trường, thì việc tinh gọn bộ máy cũng đóng vai trò quan trọng. Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của tổ chức chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ là địa phương dẫn đầu tinh giảm cán bộ không chuyên trách cấp thôn xã. Từ chỗ hai người làm, gần một năm nay, mình ông Quý đảm nhận bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn ông Tố. Phụ cấp được nâng cao, sẽ gối chặt trách nhiệm, giúp bản thân ông càng nỗ lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, thuận lợi nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trước. Như trước đây, mà là vừa bí thư mà lại có trưởng thôn khác, mà không phải là đảng viên. Mà khi mình nghị quyết ra rồi, mà đưa đến cơ sở chính quyền thì cực kỳ khó khăn. Nhưng đến bây giờ thì đảng và công tác chính quyền là một. Vì vậy mà nghị quyết ra thì chính quyền thực hiện, tổ chức thực hiện thì rất là thuận lợi. Trước khi thực hiện nghị quyết 18, thị trấn Yên Mỹ có 85 cán bộ không chuyên trách từ thôn đến thị trấn, hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Đơn cử như thôn Trai Trang có hơn 7.000 dân, được chia làm 4 cụm dân cư. Vì vậy, các chi hội, đoàn thể đều có 4 như 4 chi hội nông dân, 4 chi hội phụ nữ, 4 chi hội người cao tuổi, 4 phó thôn, 4 ban công tác mặt trận, v.v. đã làm cho số cán bộ không chuyên trách ở thôn Phình To với 33 người. Từ tháng 4 năm 2019, thị trấn đã bố trí sắp xếp theo hướng một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Cán bộ công tác tại thị trấn kiêm nhiệm thêm công việc ở thôn, đến nay chỉ còn 8 người, giảm 25 người. Tính chung trong toàn thị trấn, giảm được 57 người, từ 85 xuống còn 28 người. Sau khi tổ chức sắp xếp lại, thì cái hiệu quả công việc thì tôi thấy là cũng được nâng lên rõ rệt. Từ số đông, nay sắp xếp, giảm gọn lại. Vì vậy, cái khó đặt ra cho địa phương là làm sao chọn lựa được những người năng nổ, nhiệt tình, làm đúng và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đưa các đồng chí mà người ta phải dám khẳng định được là công việc hiện tại và công việc về trước mắt cũng như công việc về tương lai. Đấy, và thấy công việc đó thì người ta dám nhận nhiệm vụ thì chúng tôi mới đưa được và giới thiệu các đồng chí đó.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước các cấp được tăng cường. Đây là minh chứng rõ nhất về hiệu quả sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết 18, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Phù Cừ vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019. Với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Phù Cừ nhận được sự tham gia của trên 600 tình nguyện viên là cán bộ công chức viên chức đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Phù Cừ đã đăng ký tham gia và được tư vấn. Kết quả có 270 đơn vị máu được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận. Đây là một hoạt động được huyện Phù Cừ tổ chức thường niên. Thông qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những nỗi đau với người bệnh. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.